Hoàng Dư Ý, vận động viên thi đấu ở đường chạy số 1. Elizabeth ở đường chạy số 2. Đường chạy số 3 là Trần Thị Nhi Yến. Nhi Yến đã có được một tấm huy chương bạc ở nội dung 200m nữ. Còn Dư Ý có huy chương bạc ở nội dung 4x100m nữ. Supanik của Thái Lan. Và đây là Veronica Santi Pereira, vận động viên có thành tích tốt nhất ở vòng đấu loại. Vị trí tiếp theo thuộc về vận động viên người Malaysia Nua Aling. Và đường chạy số 8, Zaidatun, một cái tên quá quen thuộc ở các cự ly chạy ngắn trong những kỳ đại hội 4,3m trên giây. Điều kiện này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thành tích thi đấu của các vận động viên. Nếu gió thuận, các vận động viên sẽ có lợi. Và nếu chạy ngược gió thì đương nhiên thành tích cũng bị ảnh hưởng. Ở nội dung chạy ngắn, trong điều kiện gió với lực cản hơn 2m trên giây thì những kỷ lục sẽ không được công nhận nếu là gió thuận. Phần thi 100m đã được bắt đầu. Màn tăng tốc và xuất phát tốt của Hoàng Dư Ý. Nhưng Veronica đang vượt lên. Chân chạy của Singapore đã là người thực hiện tốt nhất phần thi này. Huy chương vàng sẽ thuộc về Veronica, người đã có thành tích ấn tượng nhất ở vòng đấu loại. Chân chạy của Singapore thực sự cho thấy quyết tâm của mình ở kỳ SEA Games năm nay. Thành tích ở vòng chung kết của cô còn tốt hơn so với thành tích sáng nay. Chúng ta cùng theo dõi lại phần thi của Veronica. Các vận động viên của Việt Nam đã xuất phát tương đối tốt, nhưng ở đoạn nước rút thì chúng ta đã bị các đối thủ vượt lên. Trong đó có Veronica của Singapore, vận động viên của Thái Lan đó là Supanik, và có vẻ như Trần Thị Nhi Yến đã giành được tấm huy chương đồng. Chúng ta có thể thấy được nỗ lực của cô gái này. Kỷ lục mới sẽ được công nhận với tốc độ gió thuận là 2m trên giây. Tốc độ gió thuận.